Vâng, rất vui được gặp lại 500 anh em. Hôm nay thì nhân dịp em vừa về rất là nhiều Equa Nhật, với cả toàn model cao cấp luôn. Thì em sẽ quay qua một loạt nhá. Anh em nhớ theo dõi thật kỹ này. Trước tiên là em Victor C80, một trong những Equa đầu bảng của dòng Equa Victor. Con này có đèn nháy ở giữa rất là đẹp, với cả hai bên cần gạt. Ở dưới là Victor C7070 các bác nhá. Equa có thể nói là đắt nhất và cũng là cao cấp nhất của dòng Victor. Đấy, nhìn hình thức của nó rất là hầm hố luôn đấy ạ. Một em Samsung SE8. Em này thì có cũng hai bên cần gạt và ở giữa là đèn nháy màu xanh. SE8 này, một trong những Equa rất đáng sưu tầm của dòng Samsung. Thì ở đây, hai em Victor C770 các bác nhá. Victor C70 đây. Đấy. Nói chung đợt này về toàn là Equa khủng luôn. Anh em nào mà đặt hàng đợt trước, tuần trước ấy, chưa có hàng ấy thì alo lại cho em nhé, 0912 572434, địa chỉ là 19 ngõ Trần Cao Vân, Tịnh Biên, Hà Nội nhá. Đây sang bên này nhá, xem có Equa gì. Vừa về luôn, còn chưa kịp dỡ thì có thời gian thì em sẽ up ảnh sau nhá. Một em Technic SH8055. Bình thường thì model này rất là hiếm, rất ít khi về đấy ạ. Em nhớ lần trước chỉ có 8065 này với cả 8045 thôi, nhưng mà bọn nó đều không có cái đèn nước giống con này đâu. Con này đã đèn nháy rồi này, lại còn hai bên cần gạt khá là dài nữa. Em thì đây, Pioneer SG77 các bác nhá. Equa khủng nhất của Pioneer. Một em thì đây, Victor CR7. Victor CR7 luôn cũng rất là đẹp. Đấy, nói chung toàn Equa hầm hố. Bác nào mà qua máu thì qua luôn 19 ngõ Trần Cao Vân nhá, Tịnh Yên nhá. Và nhân vật cuối cùng em để dành đến cuối đây là con Samsung SE9. Equa có thể nói là đầu bảng trong các dòng Equa của Samsung. Với cả em này có một chức năng mà rất ít bác không để ý. Đây, đó là chức năng có thể tự điều chỉnh và lưu được cái chế độ chỉnh của mình. Thường thì các Equa cần gạt nó không có cái chức năng này đâu, nhưng mà riêng con Samsung SE9 này thì có nhá. Em sẽ hướng dẫn qua này. Chẳng hạn nhá, em thử chỉnh bass chép lên này. Em sẽ tắt tiếng nhỏ đi một tí. Đấy nhá, em vừa chỉnh xong đúng không? Thì chúng ta có thể lưu được cái chế độ mình vừa chỉnh đây, ấn nút set. Và mình có thể lưu vào mục 3 chẳng hạn, có 4 mục để lưu. Đấy, em đã lưu vào mục 3 rồi các bác để ý không? Có 4 mục nhá, 1, 2, 3, 4. Đấy thì chẳng hạn như về sau, có ai đó chỉnh mất của chúng ta ấy. Đây này, chẳng hạn có trẻ con nghịch, chỉnh mất, linh tinh lên. Thế thì ta chỉ cần ấn lại cái mục ta vừa lưu là số 3 này, nó sẽ tự động chỉnh này, các bác nhìn nhá. Đấy, nó tự động chỉnh chế độ mà ta đã vừa lưu. Phải nói đây là một cái chức năng cực kỳ hiếm trong các cái dòng Equa cần gạt luôn. Đấy, nó đang tự động chỉnh đấy ạ. Con Samsung SE8 thì không có chức năng này đâu, có SE9 mới có thôi. Đấy, có thể nói đây là một cải tiến rất lớn so với dòng Equa Samsung. Đấy, tự động chỉnh luôn các bác nhá. Mà chất em bên này thì cũng khỏi phải bàn luôn ạ. Rất là đẹp, hàng bãi Nhật, bảo hành riêng nguyên bản cho các bác nhá. Các bác nhớ giúp em là cắm điện 100V đó. Đấy, rất nhiều Equa luôn. Bác nào máu thì qua tận nơi giúp em nhá. À, với cả em cũng về thêm được một chút âm ly mới. Thì các bác để ý nhá, đời nông 940V mới về này. Cực kỳ hay và cực kỳ khỏe. Pioneer 7009, đẹp long lanh. Samsung 607XR và MR cũng đã về. Ở đây còn có một em gì đây, Samsung 607 NRA các bác nhá, NRA 2 la mã luôn đấy ạ. Đấy. Với cả loa thì hiện tại em mới về thêm con Sony G5. Bác nào máu thì qua tận nơi giúp em nhá. Rất nhiều loa cũng đang về dần đấy ạ. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em có nhu cầu gì cứ alo trực tiếp giúp em nhá, để em báo giá và tư vấn cụ thể hơn. Các bác có thể chụp lại màn hình này. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá.
Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo ạ.